Vâng, đó là tiếng siêu trầm được tái tạo bởi cái Super Martin Mark 40. Vâng, Super Martin Mark 40 công suất khủng 600W. Đặc biệt là dòng Super Martin Mark 40 thiên về những cái dòng súp hầm của anh rất là uy lực và mạnh mẽ. Vâng, thì đây Super Martin Mark 40 về với anh Phạm Văn Công ở tỉnh Quảng Bình ạ. Vâng, là Super Martin Mark 40. Vâng, anh đã cọc trước bên em mấy trăm rồi ạ. Vâng. Thì số tiền anh thanh toán của anh là còn 3.8 triệu. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh Trần Phạm Văn Công nhé. Và bên em có món quà cho khách hàng, đó là một cái áo mưa được in hình logo của ZK Audio và một cái phiếu bảo hành tay. Về phiếu bảo hành này cũng rất là quan trọng vì các bác cũng điền thông tin khi mà cái sản phẩm nó có bị lỗi, và trong thời gian bảo hành các bác có thể gửi về ZK Audio và bên em sẽ bảo hành cho anh. Và về một vấn đề bảo hành nữa là bên em có hệ thống điện tử bảo hành cho các bác tất cả là trên máy tính. Ngày giờ là các bác lấy hàng như thế nào là bên em có đủ thông tin hết ạ. Và đặc biệt là quan trọng nhất là như bảo hành bằng số điện thoại, vì thế các bác yên tâm hàng không bao giờ các bác khách hàng bị mất thông tin đâu ạ. Vâng, thì là Super Martin Mark 40 và bên em đang test rất là cẩn thận bằng cái máy lưng tiếng tiêu đồng tích mang là CB600, và một cái đẩy 4 kênh quy cước 4850L và một cái vang KM8MX. Vâng, và một đô la BNCS88 330. Vâng, súp của anh rất bạo lực, của anh rất mạnh, rất bạo lực ạ. Đây là Super Martin công suất khủng 600W. Đặc biệt đây là hàng sản xuất tại Trung Quốc, vì thế là chất âm cực kỳ là chắc, gọn, và những cái khung này được làm rất là chắc chắn, không như hàng ở Việt Nam làm rất là ẩu và tiếng trầm rất là vỡ. Và ngoài rất bạo lực luôn ạ, rất bạo lực. Vâng, cái dòng này nó rất là nặng, vì thế mà nhà sản xuất đã thiết kế cho hai cái tay nắm hai bên để chúng ta khênh. Cái này phải hai người khênh thì đầu mới di chuyển được cái Super Martin 30 thì nó rất là nặng, nó hơn 40 cân. Xung quanh được làm sơn sần màu đen rất là khỏe, đặc biệt là chống sức và chống nước. Vâng, thì chúng ta đang trải nghiệm cái Super Martin 30 uy lực và mạnh mẽ đấy ạ. Đây là sản phẩm mới bên em bảo hành cho anh Phạm Văn Công 1 năm nhé. Vâng, em thử tác xúc của anh đi nè, để anh so sánh một lần nữa. Vâng, đây nhà không có sút đấy anh. Nhà không có sút thì nó rất là mỏng anh nhá, không được hỗ trợ. Vâng, nhà rất mỏng anh nhá, bây giờ em tăng sút của anh lên nè. Và anh rất mạnh luôn ạ, anh cảm nhận được luôn. Anh vui lòng đeo tai nghe để anh cảm nhận được tiếng súp mang tim 30 của anh đang thể hiện nhé, đang trình diễn và tái tạo giải siêu trầm hỗ trợ cho những đôi loa đấy ạ. Rất mạnh luôn các bạn nhé, rất mạnh luôn. Và đặc biệt cái dòng này là vừa chơi hơi vừa chơi điện rất là tốt. Chúng ta thừa công suất chúng ta chơi hơi, và thiếu công suất chúng ta chơi dạng súp điện. Vì thế mà chúng ta rất là tận dụng được tất cả những tính năng, rất đa năng. Vâng, với Super Martin 30 này có thể chơi được ngoài trời vì công suất nó khỏe, của anh bạo lực, phóng xa. Vâng, thì anh Phạm Văn Công, hiện tại cái Super Martin 30 của anh đang hoạt động rất ổn định ạ. Vâng, CDG sẽ được bỏ ra đóng hàng cho anh, gửi cho anh sớm nhất có thể. Vâng, sẽ cùng anh thay mặt công ty GK đội chúc anh Phạm Văn Công gia đình sức khỏe và thành công. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.